Thưa quý vị, những ngày qua, việc một cô giáo ở trung tâm tiếng Anh phạt tiền, mạt sát người học bằng những ngôn ngữ trợ búa khiến dư luận bức xúc, thậm chí là phẫn nộ. Phải chăng giờ đây bất cứ ai đứng trên bục giảng cũng tự khắc trở thành cô giáo, thầy giáo? Phải chăng người Việt Nam khao khát một kết quả học tập cao đến mức chấp nhận việc đánh đổi lấy việc bị xúc phạm, bị nghe những lời lẽ phi văn hóa? Phải chăng là sau bún mắng cháo chửi, xã hội ta bây giờ còn xuất hiện cả dạy chửi nữa? Và để bàn về vấn đề này, đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay là tiến sĩ Nguyễn Mai Hương, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Mai Hương đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, rất là cảm ơn MC. Vâng, thưa chị Mai Hương, ở những ngày gần đây thì chúng ta đều biết là có một đoạn video clip rất là hot ở trên mạng, đó là về việc một cô giáo dạy tiếng Anh đã xưng hô là mày tao với học viên và thậm chí là còn kèm theo những lời lẽ khá là tục tĩu. Vậy chị có cảm xúc và suy nghĩ gì khi mà lần đầu xem clip này ạ? Thực ra khi mà xem clip trên thì không chỉ tôi mà rất nhiều người đều cảm thấy bất bình trước những cái lời lẽ, trước những cái hành vi cũng như là cái cách cư xử của cô giáo này. Có thể nói là đây là một cái điều không thể chấp nhận được trong văn hóa thông thường, chứ chưa nói gì trong môi trường dạy học. Và cái hành vi của cô giáo nó thể hiện sự thiếu tôn trọng người học, cũng đồng thời chúng ta thấy là có thể dưới ở một góc độ khác là một người cung cấp dịch vụ hay là một người sử dụng dịch vụ, thì cái hành động của học viên sai một thì cô giáo là sai rất nhiều lần. Tôi nghĩ rằng có thể cái trung tâm tiếng Anh hoạt động một cách tự phát hoặc là chưa có điều kiện cấp phép, nhưng không có nghĩa là anh ta tự cho mình được cái quyền là mắng chửi hoặc là mạt sát hoặc là thiếu cái sự tôn trọng nhân cách học sinh như thế. Vâng, tôi cũng đồng ý với chị là điều này rất khó để có thể chấp nhận được, nhất là trong môi trường giáo dục, đúng không ạ? Và có nhiều người cũng cho rằng là cô giáo này không xứng đáng được gọi là cô giáo mà đơn giản chỉ là thợ dạy thôi. Vậy chị nghĩ sao ạ? Có lẽ là cái sự khác biệt nhất với một người giáo viên, giữa một người giáo viên và thợ dạy, đó là nếu anh là một thợ dạy thì anh chỉ thực hiện các cái nhiệm vụ của mình như là một cái công việc thông thường, không có cái sự chăn trở, không có sự tâm huyết và hoàn toàn vì là mục đích kiếm tiền. Thế còn theo tôi, một người giáo viên thì không những là anh ta phải truyền thụ tri thức cho học sinh mà phải có một cái tầm ảnh hưởng nhất định. Tôi lấy ví dụ như thế này ạ. Theo tôi, đối với các học trò tiểu học thì cô giáo tiểu học phải là một người đẹp và quyến rũ. Cái sự quyến rũ ở đây tôi không nói là sự quyến rũ lộng lẫy theo kiểu các ca sĩ hay là các diễn viên, mà đó là sự quyến rũ trong từng bài giảng, trong nội dung của bài giảng, quyến rũ ở trong cung cách hành vi cư xử, trong lời ăn tiếng nói và trong cả phong cách sống nữa. Do đó, một người thợ dạy và một người giáo viên khác nhau là một người biết truyền cảm hứng và một người có tầm ảnh hưởng đối với học sinh. Đấy thực sự là một người giáo viên giỏi. Vâng, tuy nhiên điều đáng tiếc ở đây là đây không phải là lần đầu tiên những cái hiện tượng bún mắng cháo chửi xuất hiện trong nền giáo dục của chúng ta như thế này. Vậy là một tiến sĩ về tâm lý giáo dục thì chị nghĩ là nguyên nhân sâu xa xuất phát từ đâu ạ? Theo tôi có rất nhiều nguyên nhân, và một trong những nguyên nhân thì có thể thấy là giáo dục nó sẽ phản ánh một phần nào của xã hội. Chúng ta thấy có rất nhiều những cái giá trị đạo đức hiện nay đang bị xuống cấp, và cùng với nó thì chúng ta thấy là cái việc mà cái kỹ năng quản lý cảm xúc cũng như là kỹ năng kiềm chế của người giáo viên ở đây trước những cái tình huống mà có thể là gây ra những cái phản ứng bột phát của người giáo viên còn xử lý chưa tốt. Và cái thứ ba theo tôi nữa là chúng ta vẫn còn giữ cái cách dạy học người thầy làm trung tâm, tức là tôi có quyền được gì ạ? Được mạt sát, được ra lệnh, được áp đặt đối với người học, thì đấy là cái kiểu giáo dục rất là lạc hậu. Vâng ạ, thế nhưng mà thưa tiến sĩ, là trong môi trường giáo dục của chúng ta thì các bạn học sinh, sinh viên cũng sẽ là đến từ rất là nhiều những cái thành phần khác nhau. Thì bên cạnh những cái bạn ngoan lễ phép thì chắc chắn cũng sẽ có những bạn học sinh, sinh viên có thái độ là bất hợp tác. Đôi khi là các bạn sẽ thiếu cái sự lễ phép, hỗn hào, láo xược, có khi là còn mắng chửi lại cả giáo viên của mình nữa. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì trường sư phạm của chúng ta đã đào tạo các giáo viên tương lai cần phải có cách ứng xử như thế nào ạ? Vâng, trước khi nói về cái thực trạng đào tạo giáo viên tại các trường sư phạm hiện nay thì tôi cũng muốn nhắc lên một cái thực trạng, đó là điểm chuẩn đầu vào hiện nay tại các trường sư phạm rất thấp, do những cái chế độ đãi ngộ, do những cái sức hấp dẫn sau khi ra trường của người học đã bị giảm sút rất là nhiều, và điều này không thu hút được những cái em thực sự là giỏi. Và một khi mà những cái em mà thực sự giỏi, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là vậy muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi. Chất lượng của chúng ta sẽ đi về đâu nếu như không có những cái sinh viên thực sự là giỏi? Cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai do theo tôi, đó là cái định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên sư phạm hiện nay còn một số những cái lệch lạc nhất định.
Tôi lấy ví dụ như là tôi vừa nêu ra là một số em thi vào sư phạm do là điểm chuẩn đầu vào thấp, một số em thì cho rằng đây là một cái nghề tôi thấy là nó ổn định, nó không bị cạnh tranh nhiều so với những nghề khác, và khi mà các em ấy chọn thiếu đi cái sự hiểu biết, thiếu đi cái lòng nhiệt huyết, thiếu đi cái sự đam mê mà tặc lưỡi chọn thôi, điều đó rất là nguy hiểm. Và cái thực tế thứ ba cũng phải nêu là hiện nay cái trọng số, cái số giờ để đào tạo nghiệp vụ, các môn nghiệp vụ ấy tại trường sư phạm đang bị cắt giảm rất là nhiều. Cái trọng số giữa giờ thực hành và giờ lý thuyết là cũng mất tương xứng. Do đó cần có một cái sự gì ạ, tương xứng, đầu tư hơn khi mà cho các em thực trực tiếp xuống trường phổ thông, cũng như là các em không bị bỡ ngỡ, các em không bị lúng túng khi mà trước những cái thực tiễn phổ thông như thế. Thì tôi thấy là đấy là một trong những cái bất cập trong đào tạo sư phạm hiện nay. Vâng ạ, và có thêm một cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là hầu như là các giáo viên tương lai của chúng ta đều gặp phải những cái vấn đề về mặt tâm lý. Chẳng hạn như là cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng 62,4% sinh viên sư phạm dễ để cảm xúc ảnh hưởng đến học tập và công việc, hay là con số 57% các bạn không biết kiềm chế cơn nóng giận của mình, và 56,4% không biết giải tỏa cảm xúc của mình. Vậy thì thực tế theo chị, phương pháp giảng dạy nghiệp vụ tâm lý sư phạm và ứng xử học đường thì đang có vấn đề bất cập gì không, ngoài cái việc là mình bị chênh lệch về cái khoảng thời gian học lý thuyết và thực hành như chị đã chia sẻ? Theo tôi ấy, ngoài ra thì tôi thấy một cái bất cập đó là cái việc mà cái kỹ năng ứng xử sư phạm, kỹ năng giao tiếp sư phạm mà chúng ta trang bị cho sinh viên là còn chưa phù hợp và chưa thực đáp ứng được với cái nhu cầu thực tế. Chúng ta cần trang bị cho sinh viên nhiều những cái kỹ năng hơn, ví dụ như là kỹ năng ứng xử, kỹ năng kiềm chế cảm xúc. Bởi vì sao? Học sinh của chúng ta đa dạng về kiểu trí tuệ, đa dạng về tính cách, đa dạng về kiểu khí chất. Có em thì rụt rè, nhút nhát, có em thì sôi nổi hoạt bát, thậm chí có em như bạn nói là rất là hỗn láo. Vì vậy, người giáo viên cần phải có cái kỹ năng quản lý cảm xúc của bản thân, điều khiển cảm xúc của bản thân và biết kiềm chế cảm xúc trong các cái tình huống nhất định. Vâng ạ, và chị cũng là một giáo viên tại trường sư phạm, một trường chuyên về nghiệp vụ sư phạm. Vậy thì chắc hẳn là chị cũng đã từng tiếp xúc với rất là nhiều những cái bạn học sinh sinh viên khác nhau. Vậy thì trong cái kinh nghiệm cá nhân của mình, đã bao giờ chị phải đối phó với một bạn học sinh mà có tâm lý không hợp tác với mình hay chưa? Và chị xử lý như thế nào trong cái tình huống này ạ? Tôi nghĩ là bất kỳ một giáo viên nào cũng sẽ gặp những cái hoàn cảnh như bạn vừa nói, tức là chúng ta sẽ gặp những cái em cực kỳ là ngỗ ngược, cực kỳ là ngang bướng, thậm chí là bất hợp tác. Theo tôi ấy, thì tôi cũng không phải là có kinh nghiệm gì, nhưng mà theo tôi trước hết là chúng ta cần vẫn phải có cái kỷ luật, vẫn cần sự nghiêm khắc, nhưng đồng thời chúng ta nên thiện chí, nên nhìn nhận một học sinh một cách thiện chí và tôn trọng nhân cách của các em. Tôn trọng ở đây tôi không nói là phải nuông chiều học sinh, tức là tôi phải đáp ứng tất cả những cái yêu cầu của các em, mà tôn trọng ở đây là tôi luôn luôn đặt ra những cái yêu cầu hợp lý, vừa sức với các em, để các em có cái động cơ, có cái mục đích để mà phấn đấu. Thì theo tôi đấy là cái nguyên tắc thiện chí và tôn trọng là hai cái điều kiện rất là cần thiết. Vâng ạ, và nếu mà hiện tượng búng mắng, cháo chửi tiếp tục tồn tại trong ngành giáo dục của chúng ta trong tiếp tục thời gian vừa qua thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào thưa chị? Thực ra khi mà nghe MC nói về bún mắng cháo chửi trong giáo dục thì tôi cũng cảm thấy rất là buồn. Quả thực là hiện nay có một chuỗi các cái sự kiện, những cái sự việc liên quan tới cách ứng xử của người thầy, và điều này nó gây ra cho xã hội, cho học sinh, cho phụ huynh cũng như là cho tất cả chúng ta một cái sự mất niềm tin, rồi là thiếu đi cái sự tôn trọng đối với các thầy cô và thiếu đi cái sự tôn trọng đối với lại cái nghề mà chúng ta từ trước tới nay vẫn coi là nghề cao quý, nghề chồng người. Do đó, cái hệ lụy thứ hai theo tôi ấy, đó là chúng ta sẽ đánh mất, sẽ bị lệch lạc các cái giá trị về đạo đức. Bởi vì một khi cái xấu, cái ác nó tồn tại một cách đương nhiên và thường xuyên trong môi trường học tập như thế thì học sinh của chúng ta sẽ đón nhận như là những cái lẽ thông thường, và điều đó cực kỳ nguy hiểm. Và cái hệ lụy thứ ba mà tôi muốn nói ở đây là không biết là các bạn thế nào hay là các giáo viên khác như nào, nhưng tôi tin là vẫn có những giáo viên cực kỳ tâm huyết, họ vẫn miệt mài, họ vẫn âm thầm ngày đêm cống hiến cho giáo dục, mà họ lại chứng kiến những cái cảnh như thế thì họ cảm thấy là họ bị xúc phạm về nghề nghiệp. Đấy là một số những cái chia sẻ của tôi. Vâng, vậy để giảm thiểu những cái hệ lụy sẽ xảy đến trong tương lai như vậy thì ngay tại thời điểm này theo chị đâu là giải pháp hữu hiệu nhất để có thể cải thiện được cái văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục hiện nay ạ? Vâng, có thể thấy chúng ta đang sống trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Chúng ta có thể dùng e-learning hỗ trợ việc dạy học. Và xã hội có phát triển đến đâu, nhưng theo tôi có một chân lý mà không bao giờ thay đổi, đó là thầy phải ra thầy, trò phải ra trò. Vì sao ạ? Muốn có những học trò
có hoàn thiện, có những nhân cách tốt thì bản thân người thầy phải là một nhân cách mẫu mực. Bởi vì sao? Cái công cụ mà tôi tác động với học sinh chính là nhân cách của người thầy. Và cái công cụ này có sắc bén, có chuẩn mực thì quá trình giáo dục mới có thành công, mới có hiệu quả. Do đó trước hết đó là phải nhân cách người thầy là cái công cụ mà chúng ta thấy là tác động một cách trực tiếp và rõ nhất. Cái thứ hai theo tôi nữa là bản thân người thầy phải luôn luôn có sự trau dồi, rèn luyện. Bởi vì sao? Không phải là anh có một cái tấm bằng đại học thì anh có thể tự tin đứng lớp, mà cái sự rèn luyện này, bản lĩnh nghề nghiệp này nó không thể có trong một ngày một ngày hai. Anh ta phải có cái khả năng khéo léo ứng xử, sự linh hoạt trong ứng xử trong các tình huống, rồi phải có cái tầm hiểu biết rộng, và đặc biệt là phải có hiểu được cái đặc điểm tâm lý của học sinh. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là thẳng thắn và cũng rất là sâu sắc của tiến sĩ Nguyễn Mai Hương trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.